Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường không khí và tiếng ồn do hoạt động giao thông đang diễn ra phức tạp. Trong khi đó, các phương tiện giao thông cơ giới có chất lượng khí thải kém cũng đang ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân. Do đó, chương trình nghiên cứu thí điểm kiểm tra khí thải xe mô tô, gắn máy đang lưu hành trên địa bàn thành phố được thực hiện nhằm góp phần cải thiện chất lượng môi trường. Thứ sự của chương trình đem lại là giúp cho người dân có thể biết được xe của mình chạy quá 5 năm thì nó sẽ có những cái hao mòn tự nhiên, khi đó chúng ta sẽ có được là đi bảo dưỡng, và bên cạnh đó nữa sẽ chung tay góp sức xây dựng cho xã hội nó được trong lành. Khi tham gia chương trình, quý khán giả sẽ được miễn phí đo khí thải xe máy và được tư vấn bảo dưỡng phương tiện đúng cách. Đối tượng tham gia chương trình là các cư dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên có xe máy sử dụng trên 5 năm thuộc các hãng xe Honda, Yamaha, SYM, Piaggio, Suzuki. Phương tiện của từng thương hiệu sẽ có dịch vụ, địa điểm và quy trình cụ thể để kiểm tra khí thải. Trên hồi bước mình kiểm tra hàng ống động cơ, mình sẽ đưa những ống kiểm nghiệm thích hợp với từng loại xe và sẽ đưa cái cảm biến đo này vào. Và sau đó mình sẽ sử dụng cái phần mềm trên phần mềm khí thải để sẽ kiểm nghiệm. Chương trình nghiên cứu thí điểm kiểm tra khí thải xe mô tô gắn máy đang lưu hành trên địa bàn thành phố sẽ tự động kết thúc khi số lượng phương tiện thí điểm đạt 10.000 xe hoặc đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020.